Hello, xin chào anh em trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình đang có một cái chiếc xe cũng gọi là siêu hot đó anh em. Một chiếc xe 8 tấn của Hino với chiều dài thùng 8m8 nha anh em. Một chiếc xe cũng đầu cabin khá là hầm hố, chiều dài chassis khá là dài. Một chiếc xe mà mình chạy đường dài cũng khá là ok. Nếu cái xe này thiết kế tải trọng nó lên cũng hơi 8 tấn 3 đó anh em. Đấy, sử dụng khí phanh là phanh khí nén nha, phanh hơ nè, có chế độ lốc kê phía sau cái cầu luôn đó anh em. Đây bầu phanh với lốc kê của nó nè. Đấy, cầu khá là lớn đó anh em, nhíp hai tầng rất là dày cứng cáp. Hino là một dòng xe đẳng cấp đó anh em. Giá xe này ngót nghét, chassis không thùng dài 88 này đã 1.305 triệu rồi anh em đó, chưa kể thùng và chi phí đăng ký. Đây là mình chỉ giới thiệu thùng xe, còn thùng và chi phí đăng ký anh em có thể liên hệ ngay với mình. Thì tùy theo loại thùng nó rơi vào khoảng cỡ hơn 1.4 triệu anh em đó, lăn bánh cái dòng xe này. Anh em thấy cái đầu cabin nó khá là hầm hố và khá là đẹp, nhìn rất là bắt mắt luôn anh em. Xe có 3 chỗ ngồi và cái giường nằm phía sau, dài xuống maxi khá là dài luôn. Đấy, bánh thì đường kính mâm là 20 và bánh là bánh 10 nha anh em, sử dụng cầu lát, bánh của thương hiệu Nhật Bản luôn. Đây, bánh khá là hầm hố. Đây, bánh của nó là đường kính là mâm là 20 inch, bánh là 11 inch nha anh em, bánh là 11, có sự nâng cấp đó, bánh khá là lớn, bánh là 11, đường kính của cái mâm là 20 inch, bánh là 11 inch nha anh em, rất là lớn. Bánh trước bánh sau đồng bộ, khung chassis anh em thấy khá là dài luôn. Đấy, xe này có cái kích thước tổng thể của cái phiên bản chassis này anh em 9m rưỡi, chiều ngang là 2m rưỡi và chiều cao là 2m8 nha anh em, khá là dài, khá là cao. Còn mà đóng thùng lên nữa thì nó có thể dài đến 11 mét mấy luôn đó anh em. Còn thùng, cái thước lực thùng mới là 8m8, chiều ngang của nó anh em là 2m3 50 và chiều cao của nó là 2m1 50 nha anh em. Thùng khá là dài, khá là rộng và khá là cao. Thì anh em muốn cái đóng cái thùng lửng, thùng với bạc hay thùng kính gì thì có thể liên hệ ngay với mình để mình có thể báo giá và đóng thùng cho anh em. Còn hôm nay mình chỉ giới thiệu cái phiên bản chassis cho anh em thôi, Hino FG thuộc series 500 đó. Thì trước tiên mình thấy cái đèn của nó anh em, với cái dòng mà Hino mới Euro 4 bây giờ thì cái đèn pha, đèn xi nhan và đèn cản được tách riêng ra. Hồi xưa thì nó nằm chung với nhau, bây giờ đèn pha với đèn cản thì tách riêng ra thành ba cái cụm đèn rất là đẹp đó. Cản thì cũng bằng mũ thôi, lưới tản nhiệt bằng mũ nhưng mà cũng khá là chắc chắn, có cái bệ để lau chùi cửa kính. Gương thì trang bị gương khá là đầy đủ, gương phía trước bên hông, gương chiếu hậu, gương chính, gương phụ rất là đầy đủ nha. Hai bậc lên xuống nè đó. Xe Hino này nó series 500 này nó được cải tiến làm cái bậc, nó bước lên rất là thuận tiện, bậc nó rất là thấp, đầu cái pin tin nó to nhưng mà cái bậc đó lên xuống rất là thấp, rất là thuận tiện, rất là dễ lên xuống so với cái dòng Euro 2 rất là khó lên xuống đó. Đây, mình với anh em sẽ tìm hiểu cái phần nội thất phía trong của nó. Xe được trang bị nội thất khá là rộng rãi nè, ba chỗ ngồi, ghế bọc da, có cái gì nằm phía sau, ghế lái là ghế hơ nha anh em, có thể nhún nhảy được rất là tiện. Gương chính điện, khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ. Hộp số của nó nè anh em, 6 số tiến nè và một số lùi, có máy lạnh sẵn theo xe, rất là nhiều hộp chứa đồ. Không gian này khá rộng rãi, đầu cabin khá là cao, rất là dễ quan sát. Đây, đồng hồ tốc lưu hiển thị khá là sắc nét, khá là đẹp luôn đó đi. Đây, mình sẽ đề máy thử cho anh em nghe cái tiếng máy của cái xe này nha. Đó, rất là im luôn á anh em. Đó, tiếng máy rất là im, rất là ngọt. Đó, Hino. Đó,
chất lượng thì khỏi phải bàn, rất là mạnh mẽ và rất là tốt đó. Dòng xe Hino 8 tấn thùng về siêu dài 8m8, rất là ngọt, rất là tuyệt vời anh em à. Để đầu tư một cái xe mà chạy lâu dài làm của thì có đầu tư Hino là quá là ok đấy, rất là đẹp, rất là hầm hố. Xe được trang bị hai bình ắc quy, bình dung tích nhiên liệu 200 lít dầu đó. Xe thì nâng hạ cabin thì không có dùng bơm điện, mình chỉ dùng cái cần gạt này thôi nha anh em đó. Mình gạt cái cần này lên, tháo chốt ra, mình tháo chốt ra rồi gạt cái cần này lên, gạt cái cần này lên là mình có thể nâng hạ được đầu cabin nha anh em. Đây đấy, nâng hạ đầu cabin cũng rất là nhẹ đấy. Đây khối động cơ nó đây anh em, xe Hino FG 8 tấn này, trang bị khối động cơ khá là khủng đấy. Khung sexy mình nhìn thấy rất là mê luôn, nó là dày và cứng cáp và rất là dài. Đây anh em thấy không, khung sexy của nó nè, rất là cứng cáp và rất là dày luôn đó, nhìn rất là mê. Cầu lớn nè đó, nhìn là rất là mê luôn anh em. Đây hộp số của nó nè, đây là bình phanh khí của nó nè, hộp số rất to, máy rất là lớn nè. Máy được trang bị với dung tích của nó là 7.684cc nha anh em đó. Một cái xe có dung tích khá là lớn, 6 kỳ 6 xi lanh, 4 kỳ 6 xi lanh thẳng hàng nha anh em, 6 xi lanh 4 kỳ đó, có turbo tăng áp. Đạt công suất cực đại của nó là 260 mã lực tại vòng tua 2.500 và moment xoắn của nó là 794 Nm tại vòng tua 1.500. Xe có men lạnh sẵn theo xe, máy lạnh của Nhật chính hãng đó, động cơ khá là lớn, khá là khủng, nhìn rất là mê đó. Một cái chiếc xe Hino FG với phiên bản sexy của nó mình đang giới thiệu cho anh em. Còn anh em muốn đóng thùng gì thì có thể liên hệ ngay với mình để mình có thể đóng thùng cho anh em. Và đây là phiên bản 2020 nha anh em, Hino FG phiên bản 2020 đó. Một cái dòng xe rất là đẹp, rất là hiện đại và rất là tăng tiến của dòng xe Hino đó. Nếu anh em quan tâm thì có thể liên hệ ngay với mình để mình có thể báo giá cho anh em về cái thùng chi phí đăng ký. Xe này anh em chỉ cần đi trước khoảng 300 đến 400 là có thể nhận được xe nha. Bên mình còn lại bên mình có thể hỗ trợ ngân hàng cho anh em đó. Thì xe này mỗi tháng anh em góp khoảng tầm mười mấy triệu thôi đó. Một chiếc xe mình cảm thấy cũng khá là được anh em, đầu cabin đóng mở khá là dễ dàng đây. Khung sexy khá là dày, rất là thích cái khung sexy của cái xe này. Xe này chạy đường trường mà đường thầy lội khá là mạnh, máy rất là mạnh. Riêng cái dòng xe Hino á, máy rất là mạnh. Trong mấy cái dòng xe tải mình cảm thấy cái dòng xe Hino là mạnh nhất, máy mạnh nhất. Hyundai cũng không bằng đâu anh em, chỉ có Hino là động cơ rất là khỏe và rất là mạnh, trâu bò nhất trong cái dòng xe. Và giá thành thì chắc cũng gọi là cao nhất rồi, nhưng mà được cái anh em được cái chất lượng, mua cái xe về và chạy một cách hoàn toàn yên tâm. Ok anh em, mình với anh em đã vừa tìm hiểu xong sơ lược về cái sexy của dòng xe Hino FG 8 tấn thùng dài 8m8 siêu dài đời 2020 với mức giá sexy 1 tỷ 305 triệu, 1 tỷ 305 triệu. Và còn thùng hay là chi phí đăng ký lăn bánh chiếc xe, anh em có thể liên hệ ngay với mình hay số điện thoại 0937 965 342 để biết thông tin chi tiết và giá lăn bánh của chiếc xe và thủ tục ngân hàng, lãi suất cũng như là được trước khoảng bao nhiêu, tất cả cần đặt về chiếc xe, giấy tờ đó, anh em có thể liên hệ với mình đó. Một chiếc xe rất là đẹp, rất là hầm hố, rất là to, rất là siêu to khổng lồ anh em. Ok anh em, cảm ơn em đã theo dõi cái video giới thiệu về cái dòng xe Hino FG của bên mình.
Và bên mình còn rất là nhiều cái dòng xe Hino như là 15 tấn, FL, FM, 2 cầu, 1 cầu, 3 chân. Và cái dòng xe tải nhẹ của Hino và cái dòng xe Ben, xe cẩu, xe Brad, thì anh em liên hệ với mình để có thể biết thêm về những cái dòng xe đó. Đó, một cái dòng xe tải Hino dẫn đầu trong cái dòng xe tải. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video giới thiệu về xe tiếp theo của bên mình.